Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thiết trên kênh Tin Nóng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ hàng ngày. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID-19 sáng mùng 2 tháng 11 ghi nhận 5.598 ca mắc mới. Dịch COVID-19 F0 có xu hướng gia tăng. Hà Nội mất cấp độ vùng xanh. Lý do số F0 nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cao dù phần lớn người dân đã tiêm vaccine. F0 đến viếng đám tang, hàng trăm học sinh ở một xã bị cách ly. Trẻ chưa tiêm vaccine có được đi học khi thành phố Hồ Chí Minh mở lại trường. Hà Nội siết chặt phòng dịch, hàng ăn uống đóng cửa trước 21 giờ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID-19 sáng mùng 2 tháng 11 ghi nhận 5.598 ca mắc mới. Dịch COVID-19 F0 có xu hướng gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 5.598 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca ghi nhận trong nước, tăng 91 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố, có 2.321 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 927 ca, Bình Dương 682 ca, Đồng Nai 657 ca, Kiên Giang 469, Bạc Liêu 382, An Giang 215, Sóc Trăng 194, Bình Thuận 167, Đắk Lắk 164, Tiền Giang 163, Tây Ninh 157, Cần Thơ 149, Bà Rịa Vũng Tàu 109, Long An 100, Hà Giang 98, Đồng Tháp 89, Trà Vinh 72, Bình Phước 72, Phú Thọ 70, Cà Mau 68, Ninh Thuận 62, Hà Nội 57, Vĩnh Long 50, Bắc Ninh 50, Hậu Giang 47, Bến Tre 37, Thanh Hóa 34, Kon Tum 29, Lâm Đồng 25, Hà Nam 23, Thừa Thiên Huế 22, Nghệ An 22, Khánh Hòa 21, Gia Lai 18, Quảng Ngãi 14, Quảng Nam 14, Quảng Bình 13, Nam Định 10, Bình Định 9, Bắc Giang 9, Phú Yên 5, Thái Nguyên 4, Lào Cai 4, Hà Tĩnh 3, Vĩnh Phúc 3, Quảng Trị 2, Tuyên Quang 2, Thái Bình 1, Hòa Bình 1. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 923.451 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 152 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 9.408 ca nhiễm. Có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Cạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 433.069, Bình Dương 233.740, Đồng Nai 66.436, Long An 34.947, Tiền Giang 16.807. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.731 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 822.065 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.962 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17h30 ngày 31 tháng 10 đến 17h30 ngày 1 tháng 11, ghi nhận 52 ca tử vong. Trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh 25 ca, Bình Dương 11 ca, Hòa Bình 4, Bạc Liêu 3, Đồng Nai 2, Cần Thơ 2, Cà Mau 1, Đồng Tháp 1, Ninh Thuận 1, Sóc Trăng 1, Tây Ninh 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.135 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31 tháng 10, có 553.475 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 81.929.875 liều. Trong đó, tiêm một mũi là 57.332.644 liều. Tiêm mũi 2 là 24.597.231 liều.
Hà Nội siết chặt phòng dịch, hàng ăn uống đóng cửa trước 21 giờ. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch số 243 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gửi các cơ quan liên quan. Trong đó, trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đối với các hoạt động trên 30 người phải đảm bảo các điều kiện như xin phép chính quyền địa phương, 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Đối với các hoạt động dưới 30 người, vẫn thực hiện các điều kiện như hoạt động trên 30 người, nhưng không phải đăng ký, cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Đối với việc tổ chức lễ cưới, thành phố yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm. Tuân thủ 5K trong quá trình tham dự, luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn. Hoạt động tang lễ với người tử vong không do mắc COVID-19, không tập trung quá 30 người trên thời điểm, hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người, không tổ chức ăn uống tại lễ tang. Đối với người tử vong do mắc, nghi mắc thì thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Hà Nội cho phép hoạt động tập thể dục, thể thao trong nhà nhưng giảm quy mô phòng tập, công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị, đồng thời người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh. Đối với nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Đặc biệt phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21 giờ hàng ngày. Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ từng được UBND thành phố Hà Nội cho phép hoạt động trở lại theo nội dung công điện số 21 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành ngày 13 tháng 10 vừa qua vẫn cơ bản được giữ nguyên và đảm bảo các quy định phòng chống dịch đã ban hành. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 4.459 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.709 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.750 ca. Lý do số F0 nhập viện ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn cao dù phần lớn người dân đã tiêm vaccine. Thưa quý vị, tại buổi họp báo chiều ngày 1 tháng 11 về tình hình dịch COVID-19, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, thông tin kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất có 13 trên 22 quận huyện tại thành phố ở cấp độ 1 vùng xanh, 9 trên 22 địa phương ở cấp độ 2 vùng vàng, không còn quận huyện nào ở cấp độ 3 vùng cam. Theo thông tin của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 31 tháng 10 có 624 ca nhập viện, thấp hơn những ngày trước. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 cần nhập viện vẫn ở mức cao so với số ca mắc mới được công bố hàng ngày. Báo chí đặt câu hỏi tại sao tỷ lệ số ca nhập viện so với số ca mắc trong ngày vẫn còn ở mức cao từ 60 đến 80% dù tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh rất cao và thành phố cũng có chủ trương cho các trường hợp F0 tự cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện. Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phân tích có 3 nguyên nhân khiến số lượng nhập viện vẫn ở mức cao so với F0 mới. Đầu tiên, các cơ sở thu dung điều trị ở địa bàn quận, huyện phải thu hẹp lại, trao trả lại mặt bằng cho các trường học, nên một số bệnh nhân vẫn đang còn ở tại các cơ sở này được chuyển sang các bệnh viện. Tương tự, một số bệnh viện dã chiến cũng thu hẹp quy mô, giải thể điều chuyển những bệnh nhân chưa xuất viện sang các bệnh viện khác. Trên hệ thống giám sát của các bệnh viện, những trường hợp như trên vẫn được tính là các ca nhập viện mới, dù thực tế đó vẫn là bệnh nhân. Những trường hợp này không tạo thêm áp lực điều trị vì tổng số bệnh nhân trong thực tế không tăng. Thứ hai, khi các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy hoạt động trở lại, những đơn vị này sẽ thực hiện quy trình về xét nghiệm đã được hướng dẫn, đặc biệt là với công nhân từ các tỉnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh làm việc.
Theo quy định, nếu công ty xí nghiệp đủ điều kiện có thể cách ly F0 tại đơn vị khi phát hiện. Tuy nhiên, theo bà Mai, đa phần các xí nghiệp không đủ điều kiện để cách ly F0 tại chỗ nên đề xuất những trường hợp xét nghiệm dương tính vào các bệnh viện điều trị để đảm bảo an toàn cho công nhân, nhân viên. Cuối cùng, bà Mai cho rằng nhiều người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh sinh sống ở các khu vực nhà trọ chật hẹp, những khu vực chưa đủ điều kiện để cách ly tại nhà, do đó có trường hợp cần đưa vào các khu thu dung, bệnh viện để điều trị tốt hơn. Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dù thành phố đã đi qua đỉnh của đợt dịch thứ tư, từng bước chuyển sang giai đoạn mới, nhưng người dân không nên suy nghĩ rằng tình hình dịch đã ổn định, trở lại bình thường hoàn toàn. Bà Mai chia sẻ thêm, người dân thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục đảm bảo các biện pháp 5K, thực hiện theo các hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. F0 đến viếng đám tang, hàng trăm học sinh ở một xã bị cách ly. Thưa quý vị, hôm nay, bà Nguyễn Thị Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cho biết, có khoảng 250 học sinh và giáo viên của 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã này đã được cách ly tại trường vì liên quan đến ca mắc COVID-19. Trong đó, số lượng người cách ly tại điểm cách ly trường mẫu giáo Lâm Sơn là 6 giáo viên và 26 học sinh. Tại trường tiểu học Lâm Sơn A là 11 giáo viên và 129 học sinh. Tại trường trung học cơ sở Lê Lợi là 11 giáo viên và 64 học sinh. Đến chiều ngày 1 tháng 11, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc COVID-19. Hiện chính quyền xã Lâm Sơn đang chuẩn bị cơ sở vật chất để chuyển trường tiểu học Lâm Sơn B thành khu cách ly. Hiện số lượng F1 rất nhiều, vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ, nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19 tại xã Lâm Sơn là từ một người mắc COVID-19 ở xã Lương Sơn. Người này không biết mình là F0 và đã đến xã Lâm Sơn viếng tang. Từ đám tang này, dịch lây lan cho nhiều người ở xã Lâm Sơn. Theo lãnh đạo xã Lâm Sơn, hầu hết các em học sinh đều là F1, nhưng để đảm bảo an toàn phòng dịch, các em được cách ly tại trường mình học, giáo viên và thanh niên địa phương tình nguyện vào trường để chăm sóc cho các em. Riêng trường mầm non có một số trường hợp trẻ nhỏ được cách ly cùng người thân. Theo cô Trần Thị Thu Vân, giáo viên trường tiểu học Lâm Sơn A, phần lớn các học sinh tại đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà em nào cũng khó khăn nên điều kiện chăm sóc không có. Cô chia sẻ, các em đến trường để cách ly mà trên tay cầm có một bịch ni lông, mở ra xem có mỗi một bộ đồ. Có em khá hơn một chút, được ba mẹ trang bị chiếc ba lô bên trong có 2-3 bộ đồ. Nhưng hầu như không em nào mang theo bàn chải đánh răng, khăn mặt, dầu gội hay sữa tắm gì cả. Phó Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn cho biết thêm, dịch đến bất ngờ và lan nhanh nên nguồn nhân lực và vật lực của xã rất khó khăn. Tuy nhiên, vị Phó Bí thư Đảng ủy xã thông tin thêm, vì trước thực trạng thiếu thốn của xã đã có nhiều đoàn thiện nguyện khi biết tin đã đến giúp đỡ, tặng nhu yếu phẩm, rau củ, sữa cho các em, chia sẻ một phần khó khăn cho địa phương trong công tác chống dịch. Trẻ chưa tiêm vaccine có được đi học khi thành phố Hồ Chí Minh mở lại trường. Thưa quý vị, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 1 tháng 11, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Tâm cho biết, trong quá trình tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 17, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhà sản xuất vaccine, các trẻ từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi sẽ được tiêm chủng. Tuy nhiên, cùng một lớp học, có thể có học sinh đã đủ 12 tuổi, cũng có trẻ mới 11 tuổi. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine phải đảm bảo theo đúng hướng dẫn, trẻ dưới 12 tuổi sẽ chưa được tiêm vaccine trong đợt này, tuyệt đối không có chuyện giảm lưu lượng. Sau đợt tiêm chủng hiện tại cho trẻ 12 đến 17 tuổi, ngành y tế của thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát lại các trường hợp chưa được tiêm, có thể do chưa đủ 12 tuổi hay vừa quá 17 tuổi, hoặc những trẻ đang phải cách ly tại nhà trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho các em. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế của thành phố đang tập trung nguồn lực để tiêm chủng đầy đủ cho nhóm học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Với các trẻ chưa được tiêm trong đợt này, sở sẽ có hướng dẫn lập danh sách ở phường, xã để có hướng hỗ trợ. Đặc biệt, bà Mai nhấn mạnh, những trẻ em từ 12 đến 17 tuổi chưa tiêm vaccine trong đợt này vì nhiều lý do, ví dụ như có bệnh lý phải trì hoãn tiêm, chưa đủ 12 tuổi, vẫn sẽ được tham gia học tập trung trở lại khi thành phố Hồ Chí Minh cho phép. Sở Y tế sẽ có hướng dẫn để các em học sinh đảm bảo an toàn phòng dịch khi trở lại trường.
Ngoài ra, bà Mai cho biết Sở Y tế cùng các địa phương cũng đã lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên, đề xuất Bộ Y tế sử dụng vaccine phù hợp. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi sẽ phải tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh cũng lập danh sách tiêm vaccine mũi thứ 3 cho lực lượng tuyến đầu, nhóm có nguy cơ cao để xin ý kiến chờ chỉ đạo của Bộ Y tế. Về nguồn cung, ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định thành phố Hồ Chí Minh còn đủ vaccine. Hiện tại, những người chưa được tiêm mũi 2 do chưa đủ thời gian giữa hai mũi tiêm, chứ không phải do thành phố Hồ Chí Minh thiếu vaccine. Thông tin từ HCDC cập nhật đến chiều ngày 31 tháng 10, sau 5 ngày triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine cho 445.398 trẻ, bao gồm 200.018 trẻ từ 16 đến 17 tuổi và 245.380 trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Thành phố ghi nhận tổng cộng có 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn. Ngày 1 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiêm cho 86.981 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17. Dự kiến đợt tiêm chủng cho trẻ em này của thành phố Hồ Chí Minh sẽ kéo dài 5 ngày và có thêm 2 ngày tiêm vét. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng thông tin tổng cộng hơn 5,7 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine tính đến ngày 31 tháng 10. Số người tiêm ít nhất một mũi là 7,6 triệu người. Hà Nội siết chặt phòng dịch, hàng ăn uống đóng cửa trước 21 giờ. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch số 243 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gửi các cơ quan liên quan. Trong đó, trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đối với các hoạt động trên 30 người phải đảm bảo các điều kiện như xin phép chính quyền địa phương, 100% người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Đối với các hoạt động dưới 30 người vẫn thực hiện các điều kiện như hoạt động trên 30 người nhưng không phải đăng ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương. Đối với việc tổ chức lễ cưới, thành phố yêu cầu số lượng người tham dự lễ cưới không tập trung quá 30 người trong cùng một thời điểm. Tuân thủ 5K trong quá trình tham dự, luôn giữ khoảng cách giữa các bàn, người giữa các bàn không tiếp xúc gần với nhau, gia đình không thực hiện chúc mừng tại từng bàn. Hoạt động tang lễ với người tử vong không do mắc COVID-19, không tập trung quá 30 người trên thời điểm, hạn chế các đoàn viếng, mỗi đoàn không quá 5 người, không tổ chức ăn uống tại lễ tang. Đối với người tử vong do mắc, nghi mắc thì thực hiện theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, Hà Nội cho phép hoạt động tập thể dục, thể thao trong nhà nhưng giảm quy mô phòng tập, công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm. Hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị, đồng thời người hướng dẫn, người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã được tiêm đủ liều vaccine đã khỏi bệnh. Đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21 giờ hàng ngày. Ngoài ra, các hoạt động dịch vụ từng được UBND thành phố Hà Nội cho phép hoạt động trở lại theo nội dung công điện số 21 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký, ban hành ngày 13 tháng 10 vừa qua, vẫn cơ bản được giữ nguyên và đảm bảo các quy định phòng chống dịch đã ban hành. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 4.459 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1.709 ca, số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2.750 ca.